Để mang một khung giường xanh mini như thế này vào trong chính ngôi nhà của bạn hoặc trong văn phòng công ty của bạn thì chúng ta sẽ cần lưu ý 3 điều sau. Đầu tiên, phải xác định được vị trí trồng cây, sử dụng chậu cây hay là bồn cây có hình dạng vuông, tròn hay tam giác phù hợp với chính không gian của bạn. Xác định được diện tích của bồn cây để biết được số lượng cây có thể trồng, xác định được mật độ đất, vì thoát nước để cây phát triển tốt mà không bị ngập úng. Và cuối cùng là thiết kế cây. Đối với vùng cây cao từ 50-70 cm thì chúng ta sẽ thiết kế đơn giản, chọn cây có chiều cao tối thiểu là 50 cm, như là cây đại phú gia làm điểm nhấn và cây dương sỉ lan chi xung quanh tạo một bộ gốc xung xuê. Còn đối với bồn cây cao lớn hơn 50 cm thì chúng ta có thể tạo ra 3 tầng cây bậc thang, sẽ tạo thành một cái mảng rừng xanh cực kỳ là bắt mắt luôn. Tầng đầu tiên là tầng thấp nhất, chúng ta có thể chọn cây cỏ lan chi, cây đu công, cây dương sỉ, cây kim tiền. Tầng thứ hai có thể chọn cây đại phú gia, Monstera Deli, cây vạn liên thanh. Tầng cao nhất chúng ta có thể chọn cây bàng Đài Loan, vàng Singapore, cây cau đỏ, cây cau Thái. Và tùy vào nhu cầu mong muốn của từng khách hàng để thay đổi sao cho phù hợp. Bạn chấm vùng cây này bao nhiêu điểm? Hãy thả comment xuống dưới nhé!